Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với hai đề tập Shonen để cùng tôi tiếp tục khám phá những điều thú vị của bộ truyện tranh manga về đề tài võ thuật dài hơi nhưng không hề nhàm chán Baki. Như các anh em đã được biết, yêu tinh Hanma Jujiro là nhân vật phản diện, đồng thời cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất của bộ truyện. Và với sức mạnh hủy diệt có thể nghiền nát bất cứ ai này, Jujiro có thể tự tin khoe cá tính rằng chưa ai có thể đánh bại được ông. Từ Baki với hào quang nhân vật chính, đến những lớp trẻ đang mạnh lên như nấm mọc sau mưa, rồi thì những bô lão gừng càng già càng cay với hơn 100 tuổi có lẽ, vẫn chưa tìm được người nào có thể cho Jujiro nếm trải mùi vị của sự thất bại. Tuy nhiên, hiện tại là như vậy, còn tương lai thì vẫn chưa biết được. Bởi lẽ, hầu hết những võ sĩ tài giỏi chưa bao giờ từ bỏ luyện tập, với một ước mơ cháy bỏng sẽ được chiến đấu với sinh vật mạnh nhất trái đất, đồng thời đánh bại ông. Chính vì vậy, nhân một ngày đẹp trời, tôi xin giới thiệu tới các anh em những nhân vật có tiềm năng sẽ đánh bại được Jujiro trong tương lai. Các anh em có tò mò danh sách này gồm những ai không? Họ mạnh như thế nào? Tiềm năng của họ sẽ còn phát triển tới đâu? Hãy cùng hai đại tộc Shonen tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trước khi đi vào nội dung chính của video, thì tôi lại xin các anh em một vài phút để có đôi điều lưu ý nha. Tôi xin lưu ý, đây chỉ là danh sách mang ý kiến cá nhân và chỉ mang tính chất liệt kê, chứ không xếp top theo sức mạnh. Nên nếu có gì sai sót và có điều gì muốn góp ý thì các anh em hãy comment ở phía dưới video cho tôi biết nhé. Nhưng góp ý văn minh, nhẹ nhàng tình cảm nha, chứ đừng tô xích các kiểu con đà điểu hoặc bảo tôi làm kèo đập đá xử lý tình huống xếp danh sách, tội nghiệp cho tôi lắm. 1. Baki Hanma. Khi nghĩ đến những nhân vật có cơ hội mạnh lên và có tiềm năng đánh bại sinh vật mạnh nhất trái đất, trong đầu tôi ngay lập tức nhảy số ra cái tên Baki Hanma, con trai của yêu tinh, đồng thời cũng là nhân vật chính của bộ truyện. Việc tôi nghĩ đến Baki đầu tiên là chuyện hợp tình hợp lý, bình thường như con đường hộp sữa mà, đúng không anh em? Bởi lẽ, xuyên suốt cả bộ truyện, sức mạnh của Baki đã được chứng minh. Sức mạnh của cậu không ngừng tăng lên và không có dấu hiệu dừng lại. Ngay từ khi mới 13 tuổi, Baki đã có thể hạ gục 37 trên tổng số 100 tên côn đồ, làm chúng lăn lộn dưới đất, đau đến kêu cha gọi mẹ. Thậm chí ngay sau khi trở về từ núi, Baki đã có thể đánh bại Hanayama Kaoru, Yakuza mạnh nhất Nhật Bản. Trong lần đầu tiên được giới thiệu vào đầu bộ truyện, Baki dù rất trẻ tuổi nhưng đã là nhà vô địch của đấu trường ngầm. Khi tham dự giải đấu, Baki có thể hạ gục Maotoba, một đô vật được chứng minh là đủ mạnh để dễ dàng đánh bại Junichi Hanada và nghiền nát chiếc xe đạp của anh ta trong quá trình này. Sức mạnh của Baki ngày càng tăng cho đến khi anh đủ mạnh để đối mặt với Kureha Shinogi và giành chiến thắng. Vì Baki không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn trong suốt bộ truyện nên rất khó để xác định mức độ chắc chắn cho sức mạnh của anh. Baki từ việc đánh bại những võ sĩ mạnh ở giải đấu, rồi đến cuộc đối đầu với những tên tử tù khét tiếng, rồi thì mạnh đến mức có thể đánh bại được Biscuit Oliva, người đàn ông mạnh nhất nước Mỹ chỉ bằng sức mạnh thuần túy của bản thân, và Picker, người thượng cổ đã ăn thịt biết bao nhiêu loài khủng long. Hơn hết, anh đã có một cuộc chiến với cha của mình, Hanma Jujiro. Baki lúc này, với sức mạnh và kỹ thuật của mình, dù thương tích khắp người, nhưng anh vẫn có thể làm cho yêu tinh bị thương. Một thành tích phải nói là vô tiền khoáng hậu, vượt ra khỏi mong đợi. Bởi lẽ trong quá khứ, hai người cũng đã từng có một trận chiến, nhưng đó chỉ là trận đánh một chiều khi Jujiro có thể dễ dàng nghiền nát anh mà không tốn một chút sức lực. Thế mà bây giờ, Baki đã có thể làm bị thương được ông, quả là tiến bộ vượt bậc đúng không nào? Kể cả đã thua Jujiro đi chăng nữa thì anh cũng có bao giờ từ bỏ việc luyện tập đâu. Sau trận tranh cãi của hai cha con thì Baki còn gặp vô số những đối thủ mạnh tiếp nữa. Nào là kiếm sĩ mạnh nhất Miyamoto Musashi hoặc là sumo mạnh nhất Nomi Nosukune đệ nhị. Tất cả chứng tỏ một điều rằng sức mạnh của Baki vẫn chưa đạt đến giới hạn, anh vẫn còn rất nhiều cơ hội để tiếp tục mạnh lên nữa. Thế nên, đây sẽ là một đối thủ nặng ký của Jujiro trong tương lai và có thể đánh bại được ông. Suy cho cùng thì tôi khá chắc rằng sau phần đối đầu của hai cha con ở phần Son of Order thì nhiều anh em sẽ mong chờ cuộc chạm trán của hai sinh vật mạnh nhất này một lần nữa. Ước mơ của Baki là có thể vượt qua cha của mình mà. Bây giờ có thể chưa được, nhưng tương lai thì có thể lắm chứ. 2. Picker. Thiết nghĩ rằng nếu là người có tiềm năng đánh bại được Jujiro thì người thượng cổ Picker sẽ chiếm một slot chắc chắn đấy chứ. Dù gì thì hắn cũng là một trong những nhân vật mạnh nhất trong toàn bộ series mà. Picker là người duy nhất trên thế giới sống cùng với khủng long. Sau khi sống sót sau sự tuyệt chủng của loài khủng long bởi thiên thạch và vào trái đất, hắn được các nhà khoa học tìm thấy ở thời hiện đại. Do sống ở thời tiền sử nên người thượng cổ có những đặc điểm thể chất siêu phàm như thân hình cao lớn, vạm vỡ, sức mạnh thô sơ đáng gờm, cơ thể rắn chắc không thể phá vỡ, móng vuốt sắc nhọn và răng nanh. Ngoài sức mạnh thể chất bẩm sinh, hắn còn là một chiến binh cực kỳ tài năng và dễ dàng đánh bại nhiều võ sĩ mạnh mẽ khác. Sức mạnh của hắn bị đóng băng hàng chục triệu năm ở vỉa đá muối, nhưng khi tỉnh dậy, sức mạnh đó không những không giảm đi mà còn được dịp bung xòe như phượng hoàng khoe sắc. Sức mạnh khủng khiếp của Picker đủ sức hạ gục nhiều võ sĩ chuyên nghiệp chỉ trong một thời gian ngắn. Retsu Kaio, Jack Hanma
Kasumi Orochi là minh chứng rõ ràng nhất còn gì. Họ có yếu không? Rõ ràng là không rồi. Chẳng qua là sức mạnh của Picker nó nằm ở đẳng cấp khác mà thôi. Khi sống ở thời tiền sử, hắn đã sử dụng chính sức mạnh khủng khiếp của mình để săn lùng và ăn thịt biết bao nhiêu loại khủng long, chiến đấu với biết bao loài với kích thước khổng lồ, thì Zamba mấy kỹ thuật thời hiện đại thì có thấm gì. Hơn nữa, sau khi thua cuộc trước Baki thì Picker cũng đang dần dần từ từ thích nghi với cuộc sống hiện tại. Đó cũng là một lý do nữa. Việc Picker sử dụng kỹ thuật trong cuộc đối đầu với Baki, biết đâu rằng hắn sẽ có thể học thêm được nhiều các kỹ thuật khác để mạnh lên thì sao? Với thể chất cũng như sức mạnh trời cho, cùng với việc đã hạ gục cả khủng long T-Rex thì việc hắn sẽ tiếp tục mạnh lên sẽ là điều hết sức bình thường. Và Picker sẽ có cơ hội để giành chiến thắng trước Zero Hanma. 3. Doppo Orochi. Người thứ ba mà tôi muốn đề cập tiếp theo trong video của ngày hôm nay chính là bậc thầy Karate, người tay không giết hổ Doppo Orochi. Như các anh em đã được biết, Doppo có 2 lần giao chiến với Zero, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với ông lần nào, khi lần đầu tiên thì bị Zero để lại vết sẹo trên mặt, lần thứ hai suýt thì được một váy đăng xuất khỏi trái đất, cưỡi hạc về với ông bà tổ tiên, ngồi trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, nếu không nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ thiên tài Kureha Shinogi. Doppo đã luyện tập và thực hành các kỹ thuật của mình mỗi ngày 1.000 lần trong suốt 50 năm không ngừng nghỉ mới đạt được sức mạnh kinh khủng như bây giờ. Chỉ vì bại trận lần đầu trước Zero mà Doppo đã phải chờ đợi rất nhiều năm nên mới có cơ hội tái đấu lại với mong muốn trả thù cho vết sẹo khi xưa. Giống như Baki, sức mạnh của ông vẫn không ngừng tăng lên trong suốt bộ truyện. Trận giao đấu đầu tiên giữa hai người, theo như lời Doppo kể rằng, rượu đã làm ý thức của ông chậm đi nên mới không thể chiến đấu với Zero và bị yêu tinh áp đảo hoàn toàn. Thế nhưng, lần thứ hai giao chiến với sức mạnh của mình, Doppo đã làm Zero vô cùng ngạc nhiên, khiến yêu tinh phải bối rối trước những kỹ thuật của mình. Thậm chí ông là người đầu tiên trong bộ truyện có khả năng làm bị thương đến Zero và khiến Zero phải kích hoạt mặt quỷ trên lưng. Các anh em đều biết rằng, chỉ khi đối mặt với những đối thủ mạnh thì Zero mới chịu phô bày ra kỹ thuật này. Doppo lúc chiến đấu với Zero tại đấu trường ngầm đã rất mạnh rồi. Dù đã thua cuộc nhưng bậc thầy Karate vẫn chưa ngừng từ bỏ việc luyện tập và thường xuyên đi chu du để rèn luyện. Vậy nên, sức mạnh của Doppo sẽ không chỉ dừng lại mà vẫn có thể tăng lên. Lần đối đầu cuối cùng của hai người mà Doppo đã có thể khiến Zero bị thương thì có thể mai sau trong tương lai thì người giết hổ có lẽ sẽ hạ gục được yêu tinh. 4. Jack Hanma. Người thứ 4 trong danh sách những nhân vật có tiềm năng phát triển sức mạnh và có cơ hội hạ gục được Zero chính là Jack Hanma. Giống như người em trai Baki của mình, Jack cũng có một ước mơ, một khát khao là sẽ đánh bại người cha già kính yêu của mình để cho ông hối hận vì đã bỏ rơi vợ con ông. Thật tình mà nói thì khi để Jack vào trong danh sách này tôi cũng khá là phân vân, nhưng ngẫm lại thì quả thật tiềm năng về sức mạnh của Jack là vô cùng to lớn, kể cả sức mạnh thể chất cho đến sức mạnh tinh thần. Jack tập luyện chăm chỉ đến nỗi cơ bắp của anh bị hủy hoại hoàn toàn, thậm chí còn chấp nhận bản thân mình như một con chuột bạch, dùng một loại thuốc thử nghiệm để tăng cường sức mạnh cho cơ thể, bất chấp lời cảnh báo của Kureha Shinogi là nếu dùng quá liều thì nó sẽ có thể giết chết anh. Jack Hanma trong quá khứ có thể bị Zero coi thường là một kẻ kém cỏi và mang một dòng máu không thuần khiết khi dễ dàng để thua cuộc trước Picker. Thế nhưng hiện tại thì sức mạnh của Jack đã không ngừng được tăng lên. Kể từ khi thua kiếm thuật cổ xưa của Motobe, Jack đã có những cải tiến với cơ thể của mình, nhất là hàm răng, để sử dụng kỹ thuật cắn một cách hoàn hảo nhất. Sau khi có cho mình một bộ răng bằng titan, anh lại điên cuồng tập luyện để sử dụng nó một cách tốt nhất, cắn chặt răng mình vào một chiếc khăn và treo cả cơ thể khổng lồ lên cây, nâng tạ bằng răng và vô số những bài tập luyện khác. Sau này thì anh cũng đã hoàn thiện kỹ thuật của mình và gọi nó là Godo. Với việc sử dụng Godo của mình, Jack có khả năng tạo hình đồng xu 500 yên theo hình tam giác bằng cách cắt nó ở trong miệng. Thị lực của anh cũng đã được cải thiện đến mức Jack có thể nhìn thấy vô số mạch máu lớn và nhỏ, tương tự như thị lực của tia X. Với Godo, sức mạnh của Jack đã được nâng lên một tầm cao mới, hứa hẹn sẽ ngày càng mạnh hơn trong tương lai. Sự khát khao chiến thắng sẽ khiến cho sức mạnh của Jack không bao giờ dừng chân tại chỗ mà sẽ phát triển hơn nữa. Biết đâu chừng một ngày không xa, anh sẽ kích hoạt được lưng quỷ và có thể đánh bại được Zero Hanma. 5. Kakukayo. Người mà tôi muốn đề cập cuối cùng trong video của ngày hôm nay chính là người đàn ông mạnh nhất Trung Quốc, đại kế tướng Kakukayo. Ông là một Kayo vĩ đại, người đã đạt đến đỉnh cao của võ thuật Trung Hoa. Kể cả Hanma Zero cũng đã có những thời gian vất vả để chiến đấu với ông. Dù đã cao tuổi nhưng sức mạnh của ông cũng không phải dạng vừa đâu. Và Kakukayo cũng vô cùng am hiểu về các kỹ thuật tấn công. Ở trận đấu của mình với Zero, Kakukayo đã giả chết để tránh bị yêu tinh tung đòn kết liễu và xem đó là đòn phòng thủ mạnh nhất. Tuy nhiên, sau trận đấu, ông đã gặp Zero và giao hẹn sẽ tái đấu với nhau sau 100 năm nữa. Phải chăng đó là sự tự tin của người đàn ông mạnh nhất Trung Hoa, tin rằng mình sẽ có thể đánh bại sinh vật mạnh nhất trái đất, hay đó chỉ đơn giản là lời nói lảng tránh, không muốn đối đầu trực tiếp với Zero? Kakukayo đã 146 tuổi nhưng vẫn sở hữu sức mạnh đáng sợ, và với châm ngôn gừng càng già càng cay thì ắt hẳn sức mạnh của người đàn ông mạnh nhất Trung Quốc sẽ không dừng lại ở đó.
Video trên đây là danh sách những nhân vật vẫn sẽ tiếp tục mạnh lên và có tiềm năng đánh bại được sinh vật mạnh nhất trái đất Zero Hanma theo quan điểm của tôi. Vì đây là quan điểm cá nhân nên sẽ không thể tránh khỏi những sai sót. Vậy nên các anh em đừng ngần ngại mà hãy comment góp ý ở phía bên dưới video nha. Còn nếu thấy hay, các anh em đừng quên cho hai đại tộc Shonen một like, một đăng ký kênh để tránh bỏ lỡ những video hay và hấp dẫn nhé. Cảm ơn các anh em đã đồng hành cùng tôi trong suốt video của ngày hôm nay. Chúc các anh em một ngày học tập, làm việc cũng như leo rank hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video kế tiếp. Bye bye! Anh em cho xin ít thời gian quảng cáo nhé. Hiện nay hai đại tộc shop đã có poster bìa manga của Baki, các kích thước A3, A4 siêu đẹp, siêu nét, lại còn không phai màu nữa. Cho anh em tha hồ về sưu tầm hay dán trang trí phòng nhé. Chưa kể còn đang có chương trình ưu đãi mua 10 tặng 1 dành riêng cho sản phẩm poster Baki nữa. Ngoài ra, bên hai đại tộc shop còn có những sản phẩm như poster, khung kính, khung ảnh, khung mica in theo yêu cầu và rất nhiều sản phẩm hay ho khác. Anh em cùng vào hai đại tộc shop để khám phá thêm. Link tôi để dưới mô tả và ghim comment. Anh em ủng hộ nhé. Chúc anh em xem video vui vẻ.